Thưa quý vị, như bản tin Tài chính Kinh doanh đã nhiều lần phản ánh về việc nhóm gần 50 nhà đầu tư tố cáo trang web giao dịch tài chính có tên là CJ Trade hoạt động bất thường. Dựa vào giao diện thì CJ Trade có vẻ như là cho phép người chơi giao dịch phái sinh, hay là có thể hiểu nôm na là đặt cược giá lên hay giá xuống trong vòng 30 giây tới một trong 4 loại tiền điện tử. Đoán đúng thì sẽ được 95% tiền cược, còn thua thì sẽ mất hết. Hàng tỷ đồng của người tham gia sàn này có nguy cơ mất trắng bởi vì họ không thể rút tiền ra. Và sau khi hàng loạt phóng sự phản ánh của VTV24 được phát sóng, thì nhóm nhà đầu tư tố cáo nhóm lập sàn CJ Trade đã bất ngờ đổi tên và đổi trang web giao dịch. Theo đó, thì địa chỉ sàn cũ có tên là cjtrade.io hiện luôn trong tình trạng không thể truy cập được. Thay vào đó, thì trang web có tên là cjoption.co với giao diện tương tự đã được mở ra. Nhóm các cộng đồng trên ứng dụng gọi điện nhắn tin của CJ Trade cũng được thay thế bằng nhóm mới với số lượng thành viên ít hơn đến 90%. Và nhóm lập ra CJ Trade tiếp tục kêu gọi người tham gia giao dịch, để lại hàng loạt các câu hỏi về sự bất thường của sàn từ hàng trăm nhà đầu tư mà không có lời giải thích. Đại diện của nhóm 50 nhà đầu tư cũng cho biết đã gửi đơn tố cáo vụ việc này đến các cơ quan công an như Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50, Bộ Công an và Văn phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Quản lý Kinh tế và Chức vụ PC46, Công an TP.HCM. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến quý vị khi có diễn biến mới nhất.